1, 2, 3, ta bên đây chào xuân. Lắng nghe pháo hoa rộn ràng chào mừng năm mới. Cầm chúc mưa rơi bình an, nắng luôn ngập tràn. Niềm vui có nhau đầu năm. Nắm tay chúc không xung quanh gửi tới nơi đây. Cùng gia đình đón giao thừa. Mẹ nấu bánh trưng chờ mong con về. Cành lá trước sân thấy mùa nở hoa. Nhìn cánh én bay lòng ta ngất ngây. Ngày ấy khi xuân về, bé con thì chỉ chờ được đi chơi. Mà giờ tới khi lớn rồi, chỉ muốn quay về với gia đình. Cất hết những bộn bề, chỉ còn niềm vui thiết tha chờ ta ở nhà. Tết ở bên mẹ cha, từ ngỡ mắt yêu thương con quý ân quà. Gió buông nói thành lời, này người ơi, có dây đoàn viên đến rồi. Con gieo những bồi hồi, nào cất bước ta đi về thôi. Chào xuân, lắng nghe pháo hoa rộn ràng chào mừng năm mới. Cầu chúc muôn dân bình an, nắng luôn ngập tràn. Niềm vui có nhau đầu năm. Nắm tay chúc không xung vầy gửi tới nơi nơi. Cùng gia đình đón giao thừa. Thưa sếp chuẩn bị hết chưa? Quần áo sẽ gọn và pha ly với mấy bó lì xì cho sắp nhà ở quê. Nay đứa nó vẫn mong mình về. Dù là cách trở sân khê, dù là tàu hay xe, tất nhiên nó cầm kề nên là về ngay. Vang câu ca xuân mang yêu thương đến với mọi người, hân hoan phút giây tuyệt vời. Phố xa lấp lánh như đèn màu, đông vui nhộn nhịp bên nhau. Tung bay tà áo nó dịu dàng, muôn hoa cùng khoe sắc thắm. Ngày Tết đến rồi, trao nhau nụ cười trên môi, dành tặng lời chúc năm mới thôi. Cùng mọi điều bình an đến khắp nơi, khắp đất trời đang chiếu vàng. Cho ao một mùa xuân sang, nhà nhà hạnh phúc bên gia đình, đậm đà ngày chẳng chưa tình đón xuân tuyệt vời. Bên nhau đón xuân tuyệt vời. Bên nhau đón xuân tuyệt vời. Bên nhau đón xuân tuyệt vời. Ta xung vầy la 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 la
trong đây. Má tôi dặn qua nhà dì hai bác ba, thiếu tư chú năm tối 30 dắt thằng Tèo con Út qua nhà ăn cơm thân mật cuối năm. Mấy năm trước cô bác lì xì mình, năm nay mình trưởng thành thêm siêu. Những tình huống có thể diễn ra, bao lì xì có nguy cơ hào hụt nhiều. Hoang đơn xuân về là phải vui thủ tục lì xì, chủ yếu lấy lọc tới năm nay được lì xì mấy tờ. Mà lì xì ngược lại hết mấy cọc, dân mâm ngủ quả lên bàn tổ tiên, cầu dưa đủ xoài sung túc. Ngày Tết của người Việt Nam cổ truyền là dịp gia đình quy quần đoàn viên. Lên danh sách các hộ gia đình năm nay làm ăn đạt chỉ tiêu cộng tôi, liệt kê và thứ tự ưu tiên để mùng một ghé qua nhà mừng tuổi, mừng tuổi lấy hai. Tôi theo dạy câu cầu mong năm mới sung túc an khang, chúc cho nhà nhà luôn tiền vô như nước, ai cũng vui tươi, mong ông bà bình an cùng vui xuân với con cháu trăm năm. Ai buồn ba nơi xa thì về cùng vui xuân thêm mắm no gần kề. Xóa đi mọi ưu phiền, nhẹ nhàng bay dưới ánh nắng mai. Tết gia đình sum vầy cùng ngồi bên mâm cơm ấm áp. Tiếng chim vang khắp trời hòa cùng theo khúc hát gió xuân, nồng ấm bên nhau cùng nồi bánh trưng xanh. Sung túc an khang, chúc cho nhà nhà luôn tiền vô như nước, ai cũng vui tươi, mong ông bà bình an cùng vui xuân với con cháu trăm năm. Ai buồn ba nơi xa thì về cùng vui xuân thêm ấm no gần kề.